Thủ tướng Angela Merkel kêu gọi sự chặt chẽ trong khu vực đồng euro, tin từ Stoltenberg. Trong Đại hội Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, hay được gọi CDU, của tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, Thủ tướng Angela Merkel nói rằng không thể thuyết phục thế giới đầu tư ở Âu Châu khi nhiều nước trong lục địa tiếp tục vi phạm Hiệp ước Ổn định và Phát triển. Cho nên Âu Châu cần phải có một mức độ nghiêm ngặt mới có thể thuyết phục thế giới. Đại hội Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern được tổ chức tại thành phố Stoltenberg, nằm cách bờ biển Baltic khoảng 40 cây số. Thủ tướng Angela Merkel và đảng CDU đòi lãnh vực tài chính phải đóng góp vào lợi tức quốc gia, như người dân phải trả thuế trị giá gia tăng. Thủ tướng Angela Merkel xác nhận cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro vẫn chưa thể vượt qua.